khắp thế giới đang chụp bức tường này. Ôi, đông lắm có phải là được chụp ngay đâu. Đây là bánh mì. Xin chào các bạn, lúc này thì tôi đang có mặt tại Đà Lạt, bắt một chuyến bay sớm nhất đến Đà Lạt. Nhiệm vụ không phải là để đi thăm thú hoa hoét hay là ăn uống gì cả, mà là để đi chụp ảnh, chụp một bức ảnh mà ai cũng chụp, nó đang là hot trend của Việt Nam ở tiệm bánh cối xay gió. Đấy, tiệm bánh cối xay gió có bức tường màu vàng và chữ cối xay gió. Bắt vé máy bay đến đây chỉ chụp một bức ảnh thôi, đi về không làm gì cả. Ôi đây rồi, xe đang đông lắm, bây giờ đi ra đây chụp bức ảnh. Đây rồi. Tiệm bánh cối xay gió đây, tiệm bánh cối xay gió đây. Đấy, tiệm bánh cối xay gió ở trên này có nhiều lắm, nhiều tiệm bánh cối xay gió lắm, không phải là một cái đâu. Đây rồi. Đây tiệm bánh cối xay gió đây. Úi giời ơi, bức tường màu vàng huyền thoại, khắp thế giới đang chụp bức tường này. Ôi, đông lắm có phải là được chụp ngay đâu, thay nhau đứng chụp chứ có phải là sướng gì đâu. Đấy, một người đứng kia, đấy, một người đứng đây chụp, đợi xe đi qua hết, không có xe mới chụp được. Xem lên tiệm bánh cối xay gió bán cái gì mà hot thế. Người ta bán bánh mì. Đó, tiệm bánh cối xay gió bán bánh mì các bạn ạ. Cái bánh chính ở đây là bánh mì à? Dạ. Tức là bánh bán mình, bánh chính ở đây là bánh mì đúng không? Dạ, bánh mì với bánh ảo. Ở đây người ta bán bánh mì. Cái này là cái cơ sở đầu tiên đúng không? Dạ, đây là cơ sở đầu tiên nhé. Người ta bán bánh mì. Bánh mì ở đây ra thì cũng giống kiểu bánh mì ở Hà Nội ấy. Kẹp tiếp các kiểu là điều giống ở Hà Nội, giống ở Hội An. Nhưng mà bánh mì ở đây có điểm gì khác biệt không các bạn? Dạ, đây là có nhiều loại hay nhưng mà cái khác biệt ấy. Ôi đấy, nhân viên họ không biết điều khác biệt là gì cả. Chắc là khác biệt là chỉ có mỗi cái tên với cả cái bức tường ở ngoài thôi. Chả có gì khác biệt. Xem giá bao tiền nhé. Giá khoảng 30.000 đến 36.000. 30.000 đến 36.000. Có một loại là 16.000. Chả xá xíu cập cập. Bánh mì thịt trông hấp dẫn á. Dưa chuột các thứ đây. Đó. Đấy. Gà xé này, xá xíu này. Cái gì đấy? Bắp xả. Bánh mì gà tỏi cay. Đây là một số các loại bánh khác. Đây, tôi sẽ bật camera kia cho các bạn xem. Đây các bạn. Đó. Bánh mì và một số các loại bánh khác. Đấy. Ở đây là họ bán bánh. Chính xác là họ bán bánh. Đây. Đây là cho các bạn xem cách rõ nét hơn các loại bánh nhé. Nhân. Nhân. Đây là anh Giai đang làm bánh mì. Giá thì cũng không đắt, giá hợp lý, 30-35 nghìn là đúng rồi. Bây giờ em phải chụp ảnh, lên đây mà không chụp ảnh thì phí mất cái vé máy bay. Người ta không biết mình đi Đà Lạt, phải lên đây chụp ảnh thì ta mới biết mình đi Đà Lạt. Các bạn lên đây thì nhớ lên bức tường này nhá, nó nằm ở chỗ bao nhiêu, số bao nhiêu đây? Cái gì đây? Khu Hòa Bình nha. Đó, bức tường này nhiều lắm, lúc nào cũng có người chụp, đông lắm. Đấy, muốn chụp đẹp thì phải đứng ở bên đường chụp, một người ra chặn xe xong rồi chụp. Bây giờ để xem bánh mì có ngon hay không, chúng ta sẽ mua một cái bánh mì. Đấy, cho mình mua một cái bánh mì. Bánh mì nào ngon nhất ở đây hả bạn? À, xà xíu và tỏi cay à? Thế thì xà xíu thì thế thì chắc là xà xíu đi. Xà xíu dễ ăn nhất. Mình biết thì mình nên ăn cái loại dễ. Là bao nhiêu tiền hả bạn?
20.000 một cái bánh mì xà xíu. Cứ tưởng là 200.000. 20.000 một cái bánh mì xà xíu thôi nhá. Có 20.000 thôi nhá. 20.000 cho một cái bánh mì. Ở tiệm bánh cối xe gió nổi tiếng nhất Đà Lạt, chúng ta sẽ được thưởng thức một chiếc bánh mì hiện tại đang hot nhất Việt Nam bây giờ. Ở Hà Nội không có đâu nhé, các bạn đến Đà Lạt thì đừng quên ăn bánh mì ở tiệm bánh cối xe gió và chụp một bức ảnh để người ta biết mình đang ở Đà Lạt. Mình có tổng cộng là bao nhiêu chi nhánh mà? Dạ 4 cái. 4 cái chi nhánh trên khắp Đà Lạt, nhưng chỉ có Đà Lạt thôi đúng không? Dạ. Chỉ mới có Đà Lạt thôi. Bạn bán hàng rất là xinh xắn. Bán bánh mì. Bánh mì thì không phải lạ ở Việt Nam. Không, mình không ăn cay đâu. Bánh mì thì là một món ăn quen thuộc của người Việt Nam. Đó. Đây là rất là chúng sẽ không khó ăn lắm. Cho mình gửi tiền với. Cảm ơn anh ạ. Nhân viên thân thiện đấy, đùa đâu. À, điều mà tôi thích nhất là có một cái màu vàng nó hợp với cái áo của tôi đấy. Nó hợp với cái chữ sẽ tách biệt với cái phông ở bên ngoài kia chụp rất là đẹp. Tuyệt đối ai đến đây không mặc áo màu vàng, nếu mà mặc áo màu vàng là tàng hình luôn, chắc chắn nó sẽ bị tàng hình. Xem mà bánh mì ăn như nào. Khoảng bao lâu nữa thì có hả bạn? 1 phút. Cho khoảng 2 phút là có bánh mì đấy. Ngon lắm. Ta sẽ cùng thưởng thức bánh mì nhá. Như là có cả combo kìa. Đấy, có mấy cái combo xà xíu và hạt chia thì là 30.000. Bắp xả và jelly vinh thì là 36.000. Ui ôi, đây lại còn có cả tính luôn cho các bạn lượng calo. Nếu tôi ăn xà xíu thì tôi sẽ hấp thụ vào cơ thể 467 lượng calo. À, cái này được rất tuyệt bánh mì. Thank you. 20.000. Em một ngon. Thử ngay cái bánh mì này. Đây là bánh mì ai cũng không phải quá nhiều điểm đặc biệt đây đâu, cũng gọi là được thôi. Xà xíu thì rất là thơm, mua bánh mì xà xíu ở Hà Nội cũng như thế thôi, không nhiều đặc biệt lắm. Đúc kết lại một điều, đến Đà Lạt chụp bức ảnh ở tiệm bánh cối xay gió không nhất thiết phải mua bánh mì nha. Xin chào.